Năm học mới đón điêu hơi giảm tới 70% khi mua các sản phẩm công nghệ tại Hoàng Hà Mobile như smartphone, laptop, tai nghe, chuột hàng hiệu chính hãng. Các bạn học sinh sinh viên ơi, quét ngay mã QR để xem điêu nhá. Xin chào, nhiều bạn hỏi rằng tại sao lại có quá nhiều cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam như vậy? Liệu hoa hậu có nên được phổ cập đến từng xã, từng thôn với mục tiêu mỗi gia đình một người đẹp, mỗi làng xóm một hoa hậu hay không? Sau khi tìm hiểu, mình đã có câu trả lời. Vậy chúng ta hãy cùng khám phá trong video ngày hôm nay các bạn nhé. Chắc các bạn sẽ ngỡ ngàng đến ngã ngửa khi biết rằng Việt Nam có tới trên dưới 40 cuộc thi hoa hậu và các cuộc thi người đẹp. Tính trung bình thế này, nếu mỗi cuộc thi có một hoa hậu, hai á hậu, tức là 3 người, thế thì 40 cuộc thi sẽ có 120 hoa hậu và á hậu. Số lượng hoa hậu và á hậu được sinh ra mỗi năm còn nhiều hơn cả tổng số nữ đại biểu quốc hội của Việt Nam. Đó là chưa kể, còn có những danh hiệu như người đẹp top 5, top 10 trong cuộc thi sắc đẹp, thi hoa hậu, tính ra thì phải lên đến cả nghìn người. Còn đọc tên các cuộc thi hoa hậu có thể sẽ làm bạn mỏi mồm, khan cổ, tăng huyết áp. Ví dụ như các cuộc thi hoa hậu được tổ chức trong thời gian gần đây: Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, Hoa hậu Áo dài Việt Nam, Hoa hậu Thể thao Việt Nam, Hoa hậu Biển Việt Nam, Hoa hậu Môi trường Việt Nam, Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam, Hoa hậu Quý bà Việt Nam. Không biết đến bao giờ thì sẽ có cuộc thi Hoa hậu các cụ già Việt Nam. Có thể các bạn không để ý, một trong những cái tên nổi tiếng nhất trong giới tổ chức các cuộc thi Hoa hậu đó là công ty Sen Vàng của bà Dung. Chính là công ty đã tổ chức cuộc thi Hoa hậu mà có cô Ý Nhi trúng giải, nhưng hiện đang bị cả cộng đồng mạng chỉ trích. Thì có thể bạn lại cũng không biết, cuối năm ngoái công ty Sen Vàng lại mở thêm một cuộc thi Hoa hậu nữa và họ đặt tên cho nó là Hoa hậu Quốc gia Việt Nam. Các bạn xem có lạ không, đã có cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, giờ lại đòi tổ chức thêm cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam. Thế thì chắc vài năm tới sẽ có thêm cuộc thi Hoa hậu đất nước Việt Nam, Hoa hậu Tổ quốc Việt Nam, thậm chí Hoa hậu Đông Lào cũng nên. Và ngày càng có nhiều hơn các cuộc thi Hoa hậu được đẻ ra. Các cuộc thi Hoa hậu ở Việt Nam nhiều đến mức nhiều cuộc thi không tìm được đủ thí sinh, phải hoãn lại sang năm để gom cho đủ thí sinh. Đây là theo thông tin trên báo Lao động. Không biết là nếu chờ năm sau mà không đủ thí sinh thì họ có lôi cả mấy bà đang cấy ngoài đồng lên đi thi Hoa hậu như Công Lý lôi Vân Dung trong Chuồng gà ra để bắt thi ca sĩ hay không? Vậy thì chúng ta thấy là Việt Nam có quá nhiều cuộc thi sắc đẹp, hoa hậu. Thế nhưng điều gì khiến các nhà tổ chức lại nhiệt tình đến như vậy? Phải chăng họ muốn phổ cập hoa hậu như phổ cập giáo dục mầm non? Thì câu trả lời chính là lợi nhuận. Lợi nhuận rất là khủng, theo trang Business Insider. Vậy thì nhiều bạn sẽ thắc mắc lợi nhuận ở đâu? Câu trả lời là rất nhiều. Thứ nhất là quảng cáo hay tài trợ. Như các bạn biết, bất cứ chương trình nào được người xem, bất cứ ai nổi tiếng, bất cứ nội dung nào cuốn hút thì đều có thể kiếm tiền từ quảng cáo hoặc mời các nhà tài trợ. Đây là cách làm hai bên cùng có lợi, nhà sản xuất có thêm doanh thu, còn nhà tài trợ có cơ hội để quảng bá sản phẩm và thương hiệu của họ. Các cuộc thi hoa hậu vốn là một trong những chủ đề rất được quan tâm, bởi nói thẳng ra thì ngồi ngắm gái xinh, đàn ông thích, đàn bà cũng thích, người trẻ thích, mà nhiều người tuổi vẫn thích nhớ lại hồi trẻ của mình. Chỉ có mấy đứa trẻ con là bị bố mẹ bắt tắt tivi khi đến phần áo tắm thôi. Mà chương trình như vậy thì sẽ có rất nhiều nhà tài trợ quan tâm, đặc biệt là khi nhu cầu làm đẹp ở Việt Nam đang rất phát triển. Các cô gái không ngại chi tiền trăm, tiền tỷ để làm đẹp cho bản thân. Thì cơ hội để các nhà tài trợ có liên quan đến mảng làm đẹp, quảng bá thương hiệu là điều quá hợp lý. Nên tổ chức cuộc thi hoa hậu thì sẽ có nhiều nhà tài trợ hưởng ứng. Mà tài trợ cho một cuộc thi sắc đẹp thì không hề rẻ. Một cái quảng cáo của một cô hoa hậu ít cũng cả trăm triệu. Còn một cuộc thi như vậy thì hàng tỷ đến hàng chục tỷ. Một cuộc thi hoa hậu như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2022 có tới khoảng 50 nhà tài trợ. Thực sự là quá nhiều mà mình ngồi đếm không hết. Các bạn có thể xem trong ảnh. Như vậy ông nhiều bù ông ít, trung bình mỗi đơn vị 2 tỷ, 50 đơn vị là 100 tỷ. Trừ chi phí tổ chức, giải thưởng các thứ thì bên tổ chức thu về tiền chục tỷ là hoàn toàn bình thường. Thứ hai là sau mỗi cuộc thi, các đơn vị tổ chức lại có thêm nhiều hợp đồng nhờ việc tên tuổi của họ nổi tiếng sau mỗi cuộc thi. Họ được biết đến nhiều hơn, được thuê tổ chức nhiều sự kiện, nhiều chương trình lớn và từ đây cũng giúp họ kiếm được nhiều tiền. Thứ ba là họ có trong tay danh sách các chân dài, người mẫu nổi tiếng. Mà các bạn biết rồi, làm cái gì mà có chân dài, có nhan sắc cũng dễ. Các bạn vào mấy cái trung tâm mua sắm như Thế giới di động, FPT, Savani đều thấy họ thuê toàn chân dài mặc váy ngắn để bán hàng, mà đó chỉ là việc bán hàng rất bình thường. Thế còn với các hoa hậu, người đẹp thì nó ở tầm cao khác.
Nắm trong tay những đôi chân vàng này thì không thiếu gì cách để kiếm tiền. Hầu hết các doanh nghiệp mỹ phẩm, trang sức, thời trang, phẫu thuật thẩm mỹ v.v. đều cần thuê các chân dài làm quảng cáo, thậm chí đại diện thương hiệu. Tất nhiên là không phải chân dài nào cũng thuộc quản lý của các công ty, tổ chức. Nhưng không có ai tham gia cuộc thi mà họ không có thông tin. Mà thời buổi kinh doanh hiện nay chỉ cần có data khách hàng thôi là một thành công lớn rồi. Mà chưa kể có khi nhiều chân dài còn tham gia những đường dây kinh doanh lấy lỗ làm lãi. Đây là một hình thức trái pháp luật nhưng lại siêu lợi nhuận. Chỉ việc giới thiệu một người đẹp, phía trung gian có thể kiếm cả vài nghìn đô một đêm, quá khủng khiếp. Nói tóm lại thì xem như thi hoa hậu cũng là một hình thức tổ chức cuộc thi khác, giống như thi nhảy, thi bóng chuyền, thi hát, thi diễn hài. Theo quy luật của thị trường thì cái gì mang lại lợi nhuận lớn thì người ta sẽ làm nhiều. Thế nên thi hoa hậu ngày càng bùng nổ là vì có lý do của nó. Đến một lúc nào đó, mặt ai cũng phẫu thuật thẩm mỹ như nhau. Cả nước có khuôn mặt đẹp mà giống nhau, giống như robot thì sẽ chẳng ai tổ chức cuộc thi hoa hậu nữa. Các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.